chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ có mọi người tham quan cái hộp sầu riêng mình đã ươm được nửa tháng mọi người. Đây, chăm cây sầu riêng. Nhìn nè, mọi người xem. Đâu rồi thấy không? Nó ngóc cái đầu lên. Nó rất sùng mọi người. Có một số mình ươm sau này thì nó không lên. Nó chịu cái lên kìa. Số bên này nhưng mà nó cũng đã gọi là nó nứt hộp mọi người. Đây nó mò nha mọi người xem. Đây, mọi người thấy nó nứt hộp mọi người. Là cái mầm này. Mầm nứt hộp. Cái mầm này nó nứt chuẩn bị là nó nguôi lên, nó nguôi đầu lên nè mọi người. Đây nó lên nó ra nè mọi người. À, nó nứt à, chuẩn bị nó đâm cái rễ xuống. Đây là 100 hộp của mình ươm nha mọi người. Có bao gồm những cây bơ trong này nữa. Một cái mình coi. Những cái bơ trong này. Bơ thì như là nó lâu hơn mọi người à. Nó lâu nãy mầm là những cái thằng sầu riêng này. Này cho đi, này bơ. Bơ nhưng mà nó chưa nảy mầm. Chưa nảy mầm rồi. Học bơ nó chưa. Đây. Này mình kê cao ra mình để kiến rồi con ốc còn nó bò lên á, cắn cái mầm mọi người à. Còn những cái phần này thì nó chưa lên, mình chưa có bỏ lên. Này nhìn phần này là nó đã lên rồi thì mình bỏ cái nồi gì đó nó mình kê nó lên. Mình cho những cái kiến nó không có bò lên cắn. Nào mà thấy. Này mình đem ra mình trồng mình ươm cao lên mọi người. Đây mình ươm tầm cả một năm. Năm xong rồi mình sẽ vô một cái bầu bự hơn nữa mọi người à. Cái bầu này vẫn nhỏ đó, xong rồi mình sẽ đem là mình trồng. Nếu mà mình trồng vậy thì cái cây nó sẽ tuổi thọ thời gian nó sẽ cao hơn mọi người. Nếu mà mua những cái cây mà người ta ghép ở ngoài thì tuổi thọ nói chung cũng không bằng này. Cái này mình trồng xong rồi mình sẽ thuê người vào ghép mọi người lên trong này. Xong rồi cái này bỏ cái trái này ra. Ngồi được thời gian là nó sẽ bể cái hộp này ra. Hộp này rớt ra. Nó còn hai cái ngoạnh giống như với một cái đò. Thì nó sẽ lên rất là mạnh luôn. Đây. Nó chuẩn bị nó bể một bên một con bên mình lật luôn. Đó, cái này nó sẽ lên rất là nhanh. Cây này. Cây này nó đi ngược rồi mọi người à. Cái này nó đi ngược, đi đu lên trên này. Cái chân lên trên này, em cắm ngược xuống. Vậy mình cắm nó xuống vẫn không sao nha mọi người nha. Vì cái này thời gian này nó chưa có ra rễ chưa gì đó. Mình bỏ sao nó cũng được đó. Khi nào nó ra rễ rồi anh em nhổ lên nó đi luôn. Đây, đây, đây. Đó, một ngược người hồi nào hôm bữa mình bỏ ngược một ngược. Đó. Mọi người thấy không? Lên vậy mà một khi mà nó ra rễ là nó phát mạnh đó mọi người. Nhìn không kịp luôn. Như cái này là cây đầu tiên. Chăm hộp mọi người. Nhìn rất đẹp mọi người. Mình mới phát ra cho nắng chứ còn cho cây nó không. Cái bầu nó nóng lên nó. Nó có ánh nắng nó vô cây nó sẽ phát nhanh hơn rồi. Đó. Anh em thấy không? Lên rất là sung. Anh em mà trồng kiểu vậy thì mọi người mà cho mướn thuê người vào ghép thì tuổi thọ mình ăn cây sầu riêng sẽ cao hơn. Cái nhất cái thứ hai nữa là nó sẽ tránh được một số loại bệnh của cây sầu riêng mọi người. Rồi. Rồi. Thì kết thúc nha. Tạm biệt mọi người nha.